Thưa quý vị và các bạn, chung sống an toàn với dịch bệnh, sẵn sàng phòng chống dịch, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội là chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 vào sáng nay, ngày 14 tháng 9. Nhận định nguy cơ dịch bệnh vẫn thường trực và có thể xuất hiện các ca nhiễm mới trong cộng đồng, nhất là khi Việt Nam mở cửa trở lại trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ yêu cầu lãnh đạo các sở ban ngành và địa phương dựa vào kinh nghiệm phòng chống dịch các đợt dịch từ đầu năm đến nay, tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương lớn về thực hiện mục tiêu kép, vừa sẵn sàng phòng chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Sẵn sàng trở lại với các hoạt động sản xuất kinh tế trong trạng thái bình thường mới, Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành gấp rút hoàn thành, công bố, đồng thời tiến hành kiểm tra giám sát việc thực hiện các tiêu chí về an toàn phòng chống dịch trên cơ sở ngắn gọn, dễ hiểu và phù hợp với đặc thù của mỗi ngành nghề đơn vị. Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh đang được kiểm soát tốt, lãnh đạo tỉnh Phan Ngọc Thọ đồng ý chủ trương gỡ bỏ giãn cách trên các phương tiện giao thông vận tải công cộng từ Quảng Nam bắt đầu từ 0 giờ ngày 15 tháng 9. Trong 10 ngày tới, nếu Đà Nẵng không xuất hiện thêm ca nhiễm trong cộng đồng, tỉnh sẽ xem xét để có những quyết sách mới trong việc nới lỏng giãn cách với địa phương này. Trên tinh thần chung sống an toàn với dịch bệnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đề nghị lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị không quá cực đoan nhưng cũng không được lơ là chủ quan trong công tác phòng chống dịch, chủ động đề xuất các phương án giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn để khôi phục hoạt động sản xuất kinh tế.